chợ đấy, đúng rồi. Đây. Đây. Là bệnh chân. Từ ra đây, từ ra đây cho nó. Em ơi đẩy mông nó thấp mà. Đấy, đúng rồi, đạp chân vào lốp. Trở về xem kênh Xích Đu Vòng nhá. Được, đạp được cái con cao là con đạp được. Không ăn nè. Rất là vui. Đấy, các bạn ơi. Đấy, bạn ấy cao đu được ấy. Các con học lớp 5 à? 5A một trường gì? Học Mậu Lương á. Trường này nghe lạ đấy nhỉ, ở đâu ấy? Hà Đông, Hà Nội à? À, Hà Đông à? À đúng rồi. Đi chân đất đi mấy phen. Trường Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông. Chân đất cẩn thận, ước gần nhất là gần. Để cho các con đu xích cho khỏe. Bám được không? Dạ, chú Tân nhấc cháu lên nhỉ. Bế nó lên, bế lên. Rồi. Đạp chân không, bám tay ra. Con này bé thì đấy đẩy mông nè. Tưới cây thoải mái mà. Cô già. Đá mạnh à? Không, một bạn đẩy, một bạn đẩy. Công viên Yên Sở sáng thứ bảy rất là đông vui, các bạn đến tham quan Bích Lích rồi cắm trại ở đây. Hoa Phượng. Cô giáo cho các con nó chơi một tí. Cho nó xả xì chết. Tại sao các con nó về vị trí mình có thể đứng ở đây cũng được chẳng. Đúng rồi. Chuẩn bị sự kiện rồi. À đấy à. Xuống. Đi. Chuẩn bị sự kiện à. Đó, trải nghiệm. Mất tiền đấy, trải nghiệm rồi. Đó, hình như các con ngày nào cũng được ra đây rồi. Nghe hai con này bẩn thế. Hai con này nghịch bùn này anh. Nghịch quá. Ai bác đi về đây.